Bạn có biết củ tâm thức năm là một trong những loại củ được ví như thần dược bởi những tác dụng kỳ diệu của chúng mang lại cho sức khỏe. Củ tâm thức năm là một vị thuốc quý trong đông y, nhưng vẫn còn một số bộ phận chưa nắm rõ thông tin, còn nhầm lẫn về dược liệu này. Theo dõi video này của Thảo Dược Thanh Bình để hiểu rõ hơn giá trị thật sự của tâm thức năm nhé. Củ tâm thức năm giúp cải thiện chứng mệt mỏi sau sinh, giúp cầm máu, cải thiện tình trạng băng huyết, đồng thời chống căng thẳng gây nên trầm cảm sau sinh, kiểm soát các vấn đề về tim mạch, phòng ngừa xơ vữa động mạch, chống rối loạn nhịp tim. Củ tâm thức năm giúp điều hòa đường huyết và giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Với tính ấm có trong củ tâm thức năm giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và chống lại tác nhân gây bệnh, hỗ trợ phòng ngừa điều trị bệnh cảm cúm và bệnh đường hô hấp do biến đổi thời tiết. Củ tâm thất nam có tác dụng giảm đau do phong tê thất, đau nhức xương khớp và phục hồi tổn thương sau chấn thương. Ngoài ra, củ tâm thất nam còn chữa rắn hoặc côn trùng cắn, cải thiện chứng nôn mửa, kém ăn hay ăn khó tiêu. Cách sử dụng củ tâm thất nam như sau. Củ tâm thất nam có thể sử dụng ở dạng thuốc sắc hoặc dạng bột. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng 12 gram đối với thuốc sắc và 6 đến 10 gram đối với dạng bột. Tăng cường sức khỏe cho phụ nữ sau sinh. 3 gram củ tâm thất nam đã thái lát mỏng, rửa sạch rồi nấu nước uống, mỗi tuần uống 3 lần, sắc thuốc. Đồng thời kết hợp dùng món gà hầm củ tâm thất nam sẽ giúp phục hồi sức khỏe sau sinh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các cách sử dụng của củ tâm thất nam và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website hiển thị trên màn hình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán củ tâm thất nam tại thành phố Hồ Chí Minh, uy tín chất lượng, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.